Pháp sẵn sàng thảo luận về quyền tự trị cho Corsica. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp đã được một tờ báo của Corsica trích dẫn trong một chuyến thăm vào hôm thứ Tư. Paris chuẩn bị nới lỏng sự kìm kẹp của mình đối với Corsica trong một quá trình có thể dẫn đến một quy chế tự trị chưa được quyết định cho hòn đảo này. Các bình luận đã được công bố trước chuyến thăm 2 ngày tới Corsica. Tiếp theo, các cuộc biểu tình vào hồi cuối tuần trước đã làm hồi sinh căng thẳng lâu dài giữa Corsica và Paris chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống ở nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro. Ông Giorgio Damiani đã nói với Chris Martin là chính phủ quyết tâm tham gia vào một cuộc thảo luận chưa từng có về vấn đề thể chế. Những người biểu tình ở thị trấn Bastia, miền bắc của Corsica, cũng đã tấn công các tòa nhà công cộng và ném quả đạn vào cảnh sát vào hôm Chủ nhật, sau khi các cuộc biểu tình trong tuần qua đã bày tỏ sự phẫn nộ trước một cuộc tấn công nhằm vào một người dân tộc chủ nghĩa đã bị bỏ tù tại một nhà tù ở đại lục của Pháp. Các cuộc biểu tình tiếp theo cũng dự kiến sẽ diễn ra vào hôm thứ Tư tại thủ đô Ajaccio của khu vực, nơi ông Damiani sẽ gặp gỡ các giới chức của địa phương.